Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Tham. Và hôm nay chúng ta cùng đi khám phá một căn hộ 4 phòng ngủ siêu VIP tại khu vực Park Premium Tham City. Đây là một cái căn hộ cực kỳ là đẹp, chỉ dành cho những người giàu, siêu giàu ở trong chung cư mà thôi. Nên chúng ta cùng đi khám phá xem là giới siêu giàu chúng ta sở hữu cấp chung hạng sang nó như thế nào nhé các bạn nhá. Đầu tiên là chúng ta bước vào cánh cửa này nhá. Đấy, thì chúng ta vào đã, chúng ta phải xem trước khi vào nó có gì này các bạn. Đầu tiên là một cái hệ tủ. Thì vào cái là sẽ có một cái tủ trưng bày đồ hàng hiệu rồi quần áo các thứ như thế này thôi. Giày dép các thứ, tất cả mọi thứ. Đấy, ngồi đây. Thì nhà này khá là đẹp. Cái nhà này ấy là diện tích của nó là 165m. Đó, 165m gồm 4 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại. Và hiện tại thì chủ nhà đã chuyển đi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem. Khu vực phòng khách các bạn thấy nó có rộng không? Thì gồm đây là phía chỗ này là phía chỗ khách này, tiếp khách này, xem tivi này. Đấy, một cái đôi dàn loa rồi hệ thống tivi rồi đèn ánh sáng này. Cực kỳ chill, đẹp chưa? Rất là đẹp nhá. Và đặc biệt hơn ấy, cái căn này nó VIP ở cái chỗ là cái ban công của nó rất là dài. Hầu hết là những cái căn chúng ta, mọi người mà ở trong này ấy, mọi người sẽ thấy rằng là hầu hết những cái căn thiết kế của chủ đầu tư Vinhome ngày xưa thì nó sẽ rất là nhỏ, nó rất là bí bách. Thì thay vì vậy là cái căn này nó có cái ban công khá là to, view ra hẳn ngoài chỗ nhạc nước, nó rất là vui mắt. Thì nó không bị thấp tầng quá mà cũng không bị cao quá, nó rất là vừa phải. Nó cây xanh trồng đây nó rất là thoáng này. Đây mọi người, tiếp theo mọi người có thể để ý ngay ở chỗ phòng khách có một cái bộ bàn ăn nó rất là to cho 6 người. Bộ bàn ăn này này nhìn nó khá là sang đó. Thì gia chủ cũng khá là cầu kỳ khi mà đầu tư lắp đặt một hệ thống tủ âm tường cạnh đây này, bàn thờ này, đèn trang trí này, hoa này, nhìn như hoa thật vậy. Nhìn nó sướng không? Sang, rất là sang. Đó, căn nhà này là những cảm giác ánh sáng rất là ấm cúng, nó thêm một sự ấm cúng hơn. Nhìn nó cảm giác rất là muốn ở đó các bạn. Đấy. Sàn nhà xương cá này. Đấy, còn đâu không muốn ngồi bàn chỗ kia thì chúng ta hoàn toàn có thể ngồi chỗ này này, quầy bar. Đó, quầy bar ngồi đây có thể ăn được luôn. Cũng rất là ok. Ăn rất là nhanh, tiện lợi. Đấy, rồi đây. Tất nhiên rồi. Ngay chỗ quầy bar là phải có một cái khu bếp. Khu bếp này khá là ấn tượng nha, chủ nhà cũng làm hết lại này. Một chiếc hốc rất là ngăn nắp để tủ lạnh side by side. Rồi cũng hệ thống tủ bếp rất là mới. Đó, hàng của Boss. Mọi thứ rất là ok. Đây, cũng có một cái chỗ rửa bát này, máy rửa bát này. Đặc biệt hơn là cái căn này là căn góc thoáng. Đó, nó tạo ra sự đối lưu trong cái ngôi nhà. Ánh sáng vào hút mùi ra bên này. Đấy, căn góc mà. Đấy, thoáng ghê. Rất là thoáng. Đấy, chúng ta thử ra bên kia xem, chúng ta khám phá xem có gì. Đấy, ngoài ra thì cái sự bố trí cái phòng ngủ nó cũng khá là hợp lý, bởi vì cái căn này nó khá là vuông vắn. Thì phía chỗ này là cái phòng ngủ đầu tiên nhá. Ngay cạnh đây luôn, một phòng ngủ đầu tiên. Thì đây là cái nhà vệ sinh chung, một phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này cực kỳ rộng này. Cũng có tivi, chủ nhà trang bị tivi này. Cái phòng ngủ này này nó cũng khá là rộng. Đấy, mọi người thấy rằng là nó mình hoàn toàn có thể kê thêm giá sách, bàn làm việc hoặc là gì đó tùy, bàn trang điểm. Thì cái phòng ngủ này nó lấy ánh sáng từ phía chỗ này, cái chỗ lô ra mà chung cái góc vừa rồi đấy. Đó, nó lấy ánh sáng, không khí ở phía chỗ này cùng với ban công ngoài đây. Rồi tiếp đến là chúng ta vào xem là cái phòng tiếp theo của nó là cái gì. Cái phía chỗ này thì nó được thiết kế hai phòng ngủ cạnh nhau. Đấy.
cái phòng này thì chủ gia chủ cũng không sử dụng đến, để dành riêng, thiết kế dành riêng cho khu vực để đồ thay quần áo, để đồ trang sức, mọi thứ thay mặc ở đây. Đó, nhìn là biết là gia chủ là nắm tiền rồi, điều kiện rồi. Đổi chỗ này còn thoang thoảng mùi nước hoa, để hàng hiệu rồi để mọi thứ giày dép. Đấy, thì đây thì đủ để chúng ta thấy rằng là gia chủ này rất là có điều kiện. Đấy, dành riêng. Đây là cái một cái phòng mơ ước chắc là hầu hết của các chị em. Đây à, mọi người thấy không? Còn có cả gương trần luôn, trang trí gương trần. Mình khi mà thay quần áo này, vừa nhìn đây này còn nhìn hẳn trên đây nữa. Đấy, đủ, nhìn đủ mọi hướng. Thì không quên được cái sự thoáng và ánh sáng ngoài đây. Quảng trường trung tâm. Đấy, cái phòng này thế thôi. Bây giờ chúng ta sang phòng này. Đây là cái phòng ngủ thứ hai nhá. Phòng ngủ thứ hai thì cũng rất là thoáng, thiết kế cũng đơn giản thôi, nhìn nó gọn gàng, ngăn nắp, có bàn làm việc. Chỗ này này, bàn làm việc ngăn té kéo rồi các thứ thoáng đãng lắm, nhìn nó khá là sang, thiết kế chất liệu khá là chắc chắn, view đẹp. Rồi chúng ta sang cái phòng to nhất xem nào. Cái phòng to nhất thì được thiết kế dành riêng ở bên khu vực chỗ này. Đó, gia chủ rất là cẩn thận khi mà thiết kế những cái ổ khóa mà có vân tay như thế này. Nó sẽ sự riêng tư hơn. Hoặc là bên trong này mà để tiền thì nó sẽ tạo thêm một cái khó độ khó thêm. Một cái nhà vệ sinh nữa này. Đó. Đây, cái phòng master mọi người nhìn thấy rằng là thiết kế nó cũng khá là đồng bộ. Còn chiếc giường đây khá là êm đó. Rồi thiết kế nhìn nó chắc chắn và hài hòa. Tủ quần áo, đặc biệt hơn là cái view này này, cái view này nằm trọn trong cái khu vực này đó, toàn bộ cái khu vực nhạc nước rồi khu vực thoáng của cái quảng trường Time City ấy, thì đều nhìn trọn qua cái ô cửa kính này. Và đặc biệt là cái vị trí này nó khá là tiện nhé. Bên này mọi người có thể nhìn thấy bệnh viện Vinmec không? Đó, ngay đối diện đây là bệnh viện Vinmec này. Bên cạnh bệnh viện Vinmec là trường tiểu học này. Đó, ví dụ nhà mình có con em thì chỉ cần sang đường là đã đến trường rồi, đồng bộ. Còn bên cạnh đây thì là trường trung học thì mọi thứ dường như là nó rất là trung tâm. Cái tòa nhà Park 10 này nó rất là trung tâm trong cái khu vực này. Mọi tiện ích đều đi lại rất là dễ dàng. Thì mình vẫn thích nhất là cái khu vực phòng khách này, nơi mà sinh hoạt chung của cả gia đình. Rồi đây là nơi mà đón tiếp khách đến chơi nhà. Cảm giác nó rất là thoáng khi mà có cái một cái ban công rất là dài, rất là rộng. Rồi cái sự bố trí nội thất rồi kết hợp những cái đèn điện ấy, nó là tạo nên cái sự cộng hưởng, tạo nên cái sự ấm cúng cho cái căn phòng này. Đây là cái căn hộ phải nói là VIP nhất ở trong cái khu vực Time City này. Và chủ nhà cũng đang có nhu cầu muốn chuyển nhượng cái căn hộ này, thì cái giá đang mong muốn là 14,5 tỷ. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu tham quan, liên hệ đến bên mình, bên mình hoàn toàn có thể hỗ trợ tư vấn miễn phí. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào.